tuổi già mẫu mực, vâng, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời. Đó chính là mong ước của những người già của chúng ta ngày hôm nay. Và đó là thông điệp rất ý nghĩa mà được truyền tải tới tất cả những người cao tuổi. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều tình cảm yêu thương của các cô trong hội cao tuổi của đội 15 đã dành tặng cho chúng ta tiết mục tuổi già mẫu mực vừa rồi. Và kính thưa quý vị, đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị thân mến, với tiết mục tuổi già mẫu mực vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giao lưu văn nghệ mừng đảng, mừng xuân và kỷ niệm ngày Hữu Nhật Sư Tổ ngày 24 tháng Giêng. Và ngày hôm nay thì cho phép những cái đàn chương trình chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn với những tình cảm yêu thương của tất cả quý vị đã cùng trở về cổ vũ động viên cho các diễn viên, ca sĩ không chuyên của chúng ta rất đặc biệt và tuyệt vời. Cảm ơn đơn vị tổ chức sự kiện.